Vào những ngày nóng, khô, nhiều gió, các đám cháy cỏ có thể bắt đầu ở bất cứ đâu và lan nhanh. Nếu đám cháy xảy ra, quý vị sẽ an toàn hơn nhiều khi ở cách đó vài con đường. Hãy đi bộ ngược lại ít nhất 2 con đường từ đồng cỏ đang cháy. Nếu quý vị ở cách đó 2 hoặc 3 con đường, hãy ở yên đó và theo dõi tình hình. Không bao giờ lái xe để giữ đường thông cho các dịch vụ khẩn cấp. Hãy truy cập cfa.vic.gov.au/vietnamese để tìm hiểu thêm.